khu vực sản xuất công nghiệp tiếp tục là đối tượng cần phải nỗ lực triển khai nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng. Đó là nhận định của Bộ Công Thương tại Diễn đàn Năng lượng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp giảm áp lực trong việc khai thác, chế biến và cung ứng các dạng năng lượng đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho công cuộc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương, cường độ năng lượng của các ngành sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng đều giảm dần trong giai đoạn 2011-2015, đáng kể như ngành thép giảm 8,09%, ngành xi măng giảm 6,33%, ngành dệt sợi giảm 7,32%. Trong tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Theo đó, hình thành thói quen sử dụng năng lượng trong mọi hoạt động của xã hội, giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế.